trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà gái đã có mặt trên sân khấu rồi, nhà trai có mặt sân khấu. Bây giờ mình nói lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha. Rồi mời em trai. Mình tên là Nguyễn Quốc Huy, đến từ An Giang. Nghề nghiệp chính mình là lái xe. Công việc hiện tại là lái xe từ An Giang đi các tỉnh miền Trung. À, lái xe đường dài hả? Dạ. Là lái xe 50 chỗ đó hả? Không, lái xe tải chuyên về và đi bắt dịch. Lái xe đi bắt dịch hả? Dạ. Mấy con dịch giống dịch mình mua siêu thịt về mình bán lại á. Một chuyến đi vậy là sao? Lâu không? Đi từ chỗ nhà đi tới chỗ là 14 tiếng, đi hai người chạy. Một lần bắt được bao nhiêu con dịch vậy anh? Một lần bắt vậy là 1.400 con. Wow. Ủa sao ở miền Tây gần vòng vòng không có dịch hả? Có mà giá thành nó quá cao. Rồi là tài xế bắt dịch đó đúng không? Rồi mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Em là Dương Thanh Hiền, năm nay 37 tuổi. Em sống và làm việc ở Vũng Tàu. Em bán hàng phụ mẹ. Là mình bán hàng tại nhà mình luôn ở không, Vũng Tàu luôn? Không, bán hàng ở ngoài chợ mới á. Hiền bán gì Hiền? Bán ở đồng hồ mắt kiến. Bên mua bán dịch, bên mua đồng hồ mắt kiến. Nói chung là kinh doanh hết á. Bây giờ em trai nói cho nhà gái biết là ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm mạnh của mình là thích giúp đỡ mấy người xung quanh. Có tật xấu gì không? Thì có lâu lâu rảnh thì có nhậu nhẹt với anh em thôi. Nhậu nhiều không? Ít. Có hút thuốc không? Có. Hút nhiều không? Thì tại mình lái xe ban đêm thì mình phải hút cho nó tỉnh. Dạ, nhà gái nghe rồi. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào. Ưu điểm mình là trung thực, thật thà với lại vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của mình là mình hay quên với lại không có giỏi gì văn nghệ. Rồi để tôi dẫn nhà trai đi mua đồng hồ mắt kính coi. Dạ, chào anh. Xin chào. Mấy giờ bắt đầu bán? 6 giờ là bắt đầu dọn hàng ra, bắt đầu là chính thức dọn hàng đầy đủ rồi, ra rồi. Bán tới 6 giờ tùy theo buổi chợ à. Ủa là mình bán cho mình luôn á hả? Bán cho mẹ, phụ với mẹ. À, phụ với mẹ bán. Gia đình bán. Bây giờ em nói chút xíu về đường tình duyên của em đi. Em thì cũng có mối tình là được 8 năm. Quen 2010 tới 2018. Với đường xa xôi quá rồi. Ở đâu? Ở Cai Lậy, Tiền Giang. Ủa, An Giang với Cai Lậy, Tiền Giang cũng gần mà. Thì bởi vậy, em quen cũng mặn nồng lắm mà. Em không biết lý do sao bên nhà gái không cho em đến được với người đó. Tới giờ luôn vậy đó. Còn nhà gái thì sao? Bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chưa có mối tình nào hết á. À, lo buôn bán phụ mẹ không mà. Thành ra là tới bây giờ. Đâu, ở trong môi trường, ở trong chợ đó, cũng có nhiều đó, người đó. Đi qua đi lại đó, chứ. Có, nhưng mà tại vì duyên nó không phù hợp với mình. Chứ lại duyên chưa có tới, bán ngoài chợ mới á. Tại vì duyên nó chưa có tới, có gặp mà chợ không. Chợ mới có... là đường nào ta? Ở ngoài đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa á. Rồi, anh biết chỗ đó rồi. Chỗ đó đông đúc rồi cũng ra vô đông mà không có tìm được người yêu tại luôn. Tại không, tại vì nhiều khi cũng có nhưng mà người ta không có duyên, nó chưa có gặp. Rồi kết bạn thì chút kết bạn thì kết bạn nói chuyện chút đỉnh thì có, nhưng mà gọi mà chính thức là yêu luôn á thì chưa. Thí dụ em lấy chồng về An Giang ở rồi có được không? Nếu mà kết hôn á thì thông cảm về sống với mẹ em. Sống với mẹ con em, tại vì mẹ em năm nay lớn tuổi rồi. À. Em dì hai cũng lớn tuổi rồi, nhà có hai người với mình em là ba người. Rồi vậy đi vậy qua hỏi liền luôn. Không có làm dâu được. Nếu em từ An Giang em ra Vũng Tàu em làm rể được không? Dạ, để rồi hai em với bạn gái đó để tìm hiểu nhau kỹ nữa thì em mới quyết định được. À. Tại vì em cũng như bạn đó, nhà em có hai anh em. Ừ. Em thì đã có gia đình rồi, có con rồi ở Sài Gòn này. Vì tình yêu của ông anh nói chắc nó cũng về đó. Bây giờ chút xíu mình tìm hiểu, biết đâu tình yêu đủ lớn á là người ta đi về Vũng Tàu luôn. Giờ cái xe Vũng Tàu về Vũng Tàu đi chở dịch cũng được. Ngoài cái vấn đề là không làm dâu được á thì thì mình còn cái vấn đề nào khác về cản trở trong cái vấn đề yêu đương của mình không? Có hút thuốc, có nghiện rượu. Không có nghiện, tức là không cái mọi cái biết không? Chút. À, có gia trưởng không? Có gia trưởng không? Không. Có keo kiệt không? Rất là phóng thoáng. À. Có vô tâm không? Không có nội tâm với đâu có vô tâm. Ok. Rồi có ham vui đến nỗi bạn bè nó mà bỏ bê vợ con không? Bạn hú một cái là dục hết ở nhà chạy đi theo bạn. Hút chỉ có luôn. Không. Không. Đúng không? Rồi. Được. Dạ, được ha. Được rồi. Thấy nãy giờ Hiền á. Dạ thì được. Mấy Hiền gì thì được thì cũng được rồi. Về một mẫu hình lý tưởng của em sao? Người đàn ông thế nào? Cao từ 1m7 trở lên là đủ rồi. Với lại những cái ưu điểm như em nói là nãy á. Nhưng mà cao mét mấy vậy? Sơm mấy à? Hơi yếu. 6m7. Không sao, mang dài lên khúc là được. Bên kia độn lên cho nó lên 1m7 được không? Không sao hết. Miễn là tính tình tốt là được. Trời rồi. Quan trọng đó là cái đó. Tính tình tốt. Rồi, mình muốn lấy vợ sao nè? Bạn gái của em là
cao 1m60 đến 1m65 là em được. Có luôn. Biết nấu ăn và chăm sóc gia đình là em ok rồi. Chăm sóc gia đình là số 1 luôn đó. Bây giờ em đi với ai em trai? Đi có mình anh. Có em mới ở Đà Lạt mới về tới rồi em đi xe đò ngược lên lại. Nhà gái đi với ai? Vừa mới đi xuống dịch xong là đi xe đò lên liền luôn đó. Chào chú Huyền Linh. Với lại chào cô Ngọc Lan. Dạ con chào. Tôi là mẹ của Thanh Hiền. Tôi ngày hôm nay lên đây là tôi kiếm rễ Hiền với kể chân thật. Với lại biết thương con gái tôi, biết lo trách nhiệm gia đình. Có trách nhiệm mà đừng có bỏ buông bỏ mẹ con là được rồi. Với lại tôi cũng đơn chiếc lắm. Cũng muốn gặp người rể đàng hoàng có đạo đức đặng mà về phụ lo buôn bán làm ăn. Anh bên đây là có thể là bỏ nghề bắt vịt không? Tại gia đình đạo Phật á, tin tưởng Phật pháp lắm. Không, dạ con đi bắt vịt là con chỉ về cho cái trang trại đó là bán lẻ lợi thôi chứ con không có. Mình cũng nên chuyển nghề đi, dầu sao mình cũng có nhúng tay trong đó, 7 chia 10 đó, 7 10 chia 7 3 đó. Yeah. Gia đình thì Phật pháp còn làm phước làm đức nữa, thành ra cũng không muốn có một quân rỡ giết sát sanh hại mạng. Dầu là mình. Đây là chỉ chở người ta cũng vậy. Chở người khác hả? Chở thuê thôi. Con có thể con chuyển nghề. Chứ bây giờ thì cô lên đây cô chỉ nói đại khái, cô nghe nói như chạy xe tải đường dài á nhiều bồ lắm. Đi đến đâu con rơi con rớt cái đó cô cũng sợ. Đó, mình thì thiệt tình gia đình chưa mình đàng hoàng. Chưa ảnh hưởng tới bây giờ đó cô. Nhưng mà cô thấy đây Hiền không? Chưa biết. Trước mặt thì giờ chưa có gì, chưa có biết chừng nào về tính. Nhưng mà tính sao? Đây là chân tình đó. Gia đình con có mấy người anh em? Dạ con có hai anh em, con thứ hai em có gia đình. Ba mẹ còn đủ không? Còn mẹ. Vợ nhà mẹ làm gì? Mẹ ở nhà mà. Thằng giờ ai nuôi mẹ? Con. Con nuôi vậy rồi bên đây cũng đơn chiếc quá rồi làm sao, con tính sao? Thì nói chung ở dưới quê con thì cũng có cậu rồi ở gần nhà xóm chòm nó ở quê thì rất là mến nhau. Tại nhà con cũng đơn chiếc lắm, nhà có hai mẹ con thôi. Giờ bắt rễ được không? Chồng chết. Bắt rễ đó nhưng mà để coi hai đứa nó hợp với nhau coi như thế nào. Giờ tạo cơ hội trước đi rồi mình tính tiếp chứ bây giờ chưa nói được. Tùy duyên, lấy xe đường dài nó không tốt. Mình nên những cái gì mình ngồi tại chỗ mình bán. Dạ, xe cổ giờ nó nguy hiểm lắm. Dạ. Tại tới hai người lái đường xa trơn trượt đồ cũng không hay. Thì giờ nếu mà về Vũng Tàu mà có phụ vợ bán đồng hồ bán kiến á thì cũng làm được đúng không em? Dạ. Được mà. Có tính toán gì tương lai cho vợ con tính vậy hoài sống vậy hả? Thì con cứ chạy xe lấy tiền nó nuôi vợ. Còn con để dành được cái gì đang lo cho vợ cho con đám cưới đám tiệc gì không hay là nhậu hết rồi? Con có để dành sổ tiết kiệm. Vậy thôi cho cơ hội bấm nút từ tính sao ha chú Quyền Linh. Dạ dạ dạ, cảm ơn cô. Rồi bây giờ hai bên gặp mặt đi rồi tính sao. Dạ. Mở rào. Tới đi tới đi. Anh mời em đặt đặc sản của quê anh. Cảm ơn. Đi chơi đây. Rồi để bển luôn, để bển cho chị Lan luôn. Để cho cô Lan ăn luôn đi. Cô Lan thích cái món này lắm. Dạ đúng rồi. Thích dữ lắm, để nó đi một chút nữa em ăn. Bây giờ em ăn mất son của em. Đây, em có quà này tặng cho anh nè. Đồng hồ reo đó. Cho anh xài để anh đi dẫn thức dậy cho đúng giờ. Thế là cho em hỏi là thí dụ như về mà có mâu thuẫn hay gì mẹ chồng đàn dâu gì đó, anh có thể giải quyết giùm, anh có thể đứng bên cạnh để mà khuyên nhủ mẹ mình làm hòa giải cho đôi bên được không? Là bên anh hay em? Chứ với mẹ em á, anh với mẹ em á, thí dụ như đó là chuyện sau này người, đó. Người chính giữa em phải giải quyết chứ. Thì đó bây giờ em mới hỏi vấn đề đó. Với lại á, nếu mà uống rượu thì sau này về anh có thể gì em mà bỏ rượu được không? Tại vì uống rượu không tốt, uống rượu với hút thuốc thì nó không tốt cho sức khỏe. Yeah. Anh có thể bỏ hoàn toàn về em được không? Nói chung thì hút thuốc thì anh bỏ cho nhưng người mà tại có vì thể bớt xe, từ từ uống rượu thôi. Cũng vậy bớt từ từ, tại uống rượu nhiều nó cũng không tốt. Cái nào được bớt nữa, được thì anh nữa được. Đó thì bỏ được thì được. Yeah. Chỉ có vậy thôi. Dạ. Yeah. Rồi thì nói anh em cứ tìm hiểu nha. Dạ không thì cứ nếu mà được thì cứ tìm hiểu trước đi. Yeah. Còn tình cảm thì từ từ bồi đắp cũng có sao đâu. Yeah, cứ tìm rồi. Hiểu trước đi đã. Không rồi với lại anh có chiều vợ một chút xíu không? Ví dụ như thích cái gì đó anh có thể chiều một chút không hay là khăng khăng? Nhũng nhẽo quá được rồi. Không, nhũng nhẽo thì chắc chắn là không, nhũng nhẽo quá ai chịu nổi. Yeah. Mức độ vừa phải thôi. Được rồi, chỉ cần anh sửa đổi một chút những gì không tốt thì sửa đổi để phù hợp cho cả hai để xây dựng hạnh phúc. Yeah. Đó, cái đó là chắc chắn là phải có sau này. Đúng. Đó, chỉ có vậy thôi. Yeah. Chứ mà nhân vô thập toàn mà. Chương trình thì mình hỏi, mình nói thì nói vậy thôi. Chứ còn sống gì lâu vậy dài thì ắt ai mà không lòi ra khuyết điểm. Đúng rồi, quan đúng trọng lâu, là lâu có mình có khắc phục được khuyết điểm đó hay không. Hay là cứ cố chấp giữ khuyết điểm đó để rồi hạnh phúc tan vỡ. Dạ. Còn tiền bạc thì sau này anh đưa cho em giữ không?
hay là như thế nào? Chừa là bỏ túi xài chứ em. Đúng nhiên rồi, anh phải bỏ túi lên xài chứ. Chứ đàn ông mà nhiều khi đi bạn bè hay là cái gì đó, hay là mẹ bệnh vậy anh cũng cần tiền lo ra cho mẹ anh mà. Đúng nhưng rồi. Mà vẫn phải đưa cho em giữ một phần ở đó hay không? Tại đó em phải đứa nói trước. Đâu nha. Dạ đúng rồi, cái gì cái đó mình phải nói trước. Dạ. Để tránh sau này rắc rối sau này. Dạ. Đưa nhiêu? Nữa thôi hả? Nữa à. Mà làm gì nữa dữ vậy? Nữa còn lại làm gì dữ nhiều như vậy? Dữ bỏ lỡ cà phê, cà pháo với bạn bè nữa. Cà phê làm gì mà nhiều dữ vậy? Xã giao. Xã giao mình ở xứ lạ quê người nữa, làm rể cha nữa. Như là người mới chỗ khác lại mà. Đúng không? 12 triệu rồi đưa 11 triệu, giữ 1 triệu thôi. À thì khi tính về làm rể đó, người mới lại phải... Nếu mà về anh thì anh đưa hết. Đúng rồi, sau này kết hôn á thì anh phải đưa đó khá chút để còn lo cho vợ con chi phí trong nhà nữa. Đó em phải nói trước rõ ràng cái vấn đề đó, em phải nói trước. Đó, chỉ có vậy thôi. Dạ. Rồi hồi nãy nhà gái yêu cầu nhà trai thay đổi cũng nhiều điều á. Bây giờ nhà trai có yêu cầu nhà gái thay đổi gì không? Không, nhà gái thì ngoài em buôn bán phải không? Dạ đúng rồi, em buôn bán. Bán ngay chợ luôn hả? Dạ. Chợ thành phố Vũng Tàu luôn. Dạ, ở chợ thành phố Vũng Tàu luôn. Mình bán sạp hay là cái gì? Bán quầy. Quầy quản lý chợ thôi. Tuổi gì? Tuổi gà. Tuổi dậu, kia tuổi gì? Tuổi con trâu. À, dậu sủ. Trời ơi trời. Tỵ dậu sủ. Tám hạp. Tới hai người đó. Đúng rồi, nhìn thẳng mặt nhau coi. Nhìn thẳng vô mặt nhau đó, lúc này mình mới coi là đó cái người mà mình đang tìm có đúng hay không. Muốn anh, em muốn anh làm chồng thế nào? Một người chồng biết thương vợ thương con, chia sẻ việc nhà với vợ con, với lại sống đừng có mà keo kiệt quá, không phóng khoáng với vợ con một chút, với lại chiều vợ chiều con một chút, chứ đừng có cái kiểu mà gia trưởng quá là không được. Đó không có. Đó với lại mỗi lần xỉn anh đừng có xỉn, tại vì xỉn là gì mình rượu nhiều không tốt. Xỉn là đừng xỉn nha. Đó, anh đừng có xỉn là được rồi, nhậu mà cũng tỉnh táo một chút, chứ đừng có lái xe đang xỉn thì đừng lái xe. Đúng tại rồi. Uống xe rất là nguy hiểm, chỉ có vậy thôi. Đúng rồi, anh nói là vậy. Ví dụ như anh mà đi lái xe đường dài hay cái gì về nó, hôm nay anh đang ở Đắk Lắk, Nha Trang gì đó. Cho nên anh chỉ nói vậy thôi cho em biết thôi, là anh tới nơi rồi để báo bình an cho em biết là hiện giờ anh đang tới Đắk Lắk, Nha Trang rồi. Em với con ở nhà yên tâm ngủ đi. Chỉ có vấn đề chỉ có như vậy thôi. Đó, ví dụ hôm nay anh đi Nha Trang đó thì nói cho em biết trước. Chứ đừng có mà sáng thức dậy là không thấy ông xã đâu hết. Ổng xách vali, ổng đi Nha Trang ngày nào mình cũng không biết luôn. Ổng tới đâu mình cũng không biết giáp gì luôn. Mố gắn chip vô điện thoại, ổng đi đâu là biết hết. Thôi đừng có theo dõi sao được lòng người. Quan rồi, trọng là xác. Tâm ở với mình. Thì người đi mình cũng an lòng đó, tâm cũng ở bên mình. Thì cho dù người có ở lại thì cũng có khác gì đi đâu. Khi bằng mở cửa cho luôn, đi luôn cho rồi. Hay đúng quá. Không? Chứ giữ làm sao được. Quan trọng là sống đừng có vô tâm với nhau là được. Chứ lại chiều vợ một chút. Tại vì thí dụ như vợ thích mua sắm thì anh không thích mua sắm, thì do vợ thích mua sắm thì kệ cho cô ấy mua sắm một chút. Miễn là anh đưa, thí dụ anh đưa cho em 10 triệu mà em đi mua sắm hết 8 triệu rồi, cái đó thì không được. Nhưng lâu lâu em mua một cái đầm hay gì đó thì anh cũng nói, tôi đưa cho bà mới có 10 triệu mà bà xài chưa tới tuần tháng mà xài hết là bà tiêu gì mà tiêu dữ vậy. Vợ đừng có nói những câu nói đó, nhiều khi mình chi tiêu trong nhà những cái gì lặt vặt nữa. Đó, cái đó anh đừng có hỏi kỹ vấn đề đó. Miễn là chi tiêu rõ ràng, tiết kiệm cho gia đình là được rồi. Chỉ có vậy thôi. Chứ thỉnh thoảng em mua cái đầm hay là bộ son hay gì đó em thích thì anh đừng có cằn nhằn. Tại giật giá như leo thang lắm, xài tiền chắc chắn là nhanh hết rồi đó. Cái đó em thôi đó, em phải nói trước. Ủa mấy đồ đó, đồ của nữ mà anh có đi mua đâu biết. Phải nói trước, tại vì có một số người á, có một số ông chồng lại không thích vấn đề đó. Trong báo có nói phải là không có nói vấn đề đó, thành ra bây giờ mình phải nói trước, mít lòng trước được làm sao, tính em thẳng thắn lắm. Có gì không phải thì anh đừng giận. Mẹ anh cũng vậy nữa, mẹ anh ở với em thì có thể nói là có gì sức cho này vợ mà ở chung với nhau mà không, em không phải là con mẹ nuôi lớn thì đang sẽ có một số cái không phù hợp quan điểm của mẹ anh. Thì mẹ anh cũng phải thông cảm là con nó như vậy thì mình từ từ mình gọi là thay đổi, dung hòa cho nhau. Chứ mà nói là hòa hợp thì không được. Như anh thích bóng đá, em không thích bóng đá làm sao hòa hợp nổi. Em không nhưng thích mà bóng đá anh, nhưng mà em sẽ xem thay đổi một chút xíu để cho phù hợp với anh. Đó là điều chắc chắn. Đó. Như một người thích ăn mặn, một người thích ăn ngọt thì sao? Nhưng mà nếu thương thì mình dung hòa cho nhau một chút. Có em bớt quá nấu hai mâm không sao hết. Nấu hai mâm ăn hết nổi không? Anh muốn em là người vợ như thế nào? Anh muốn em người vợ như thế nào? Thì anh có nói nãy rồi, chỉ là vợ hiền ngoan ngoan là được rồi. Cái đó thì là... chắc chắn là được. Chắc anh chắn đâu là có được. Yêu cầu gì vậy là chắc chắn cái đó là em làm được. Tại vì gia đình em cũng là gia đình truyền thống. Cái đó chắc chắn là sẽ phải được. Nó cho nên đừng để thì anh yên tâm. Tại vì em cũng từng chăm sóc cho bà ngoại mà. Cho nên vấn đề thì không sao hết. Miễn là bà
tương đối dễ dàng giao. Thí dụ như là hôm nay con nấu ngọt quá, mẹ không thích thì cứ nói rõ là con nấu đừng có ngọt, mẹ không phù hợp với gia vị của mẹ. Thì cái gì em không biết thì hướng dẫn thêm cho em. Rồi. Em chắc chắn sẽ học. Bây giờ nè, em thấy người này có phù hợp với em không? Dạ, yeah, để em đi rất là tìm hiểu thêm nhiều nữa. Đó là cái gì, cứ kết bạn với nhau trước đi. Được rồi. Thì cứ bấm nút kết bạn nhau trước đi. Kết bạn Zalo trước. Còn tìm hiểu từ từ mình bồi đắp, chứ mới có quen, mới có gặp nhau đây mà cái đùng mà nó mình nhất định phải cưới cô này cho bằng được. Thì làm sao mà được? Đúng rồi. Tình yêu xác đánh ở đâu ra? Thì tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Cái đó là điều chắc chắn, không sao hết. Rồi, để tay rút bấm đi các bạn. Bây giờ hai anh chị sẽ suy nghĩ lại về những gì chúng ta trao đổi với nhau. Lan sẽ đếm 3 tiếng. Hai anh chị sẽ bấm nút hoặc là không nhé. 1. Hai. Ba. Rồi, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Nắm vậy nè, nắm vậy nè. Yeah. Rồi. Chưa biết nắm luôn, nắm vậy nè, nè vậy nè. Nè, nắm vậy nè. Nè, đây nè. Nè, thấy chưa? Trời ơi, nụ hôn đầu đời đó trời. Trời sướng quá. Sao tê không tê? Tê, nổi ra luôn. Rồi. Bắt đầu giới thiệu luôn về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì ha? Dạ. Em tên Đinh Quang Toàn. Em sinh năm 1994. Quê ở Tuyên Quang. Học và làm tập, học và làm việc ở Bình Dương. Em vào Bình Dương lúc 2 tuổi. Công việc em là làm bên vựa mía. Em làm kinh doanh. Vựa mía hả? Là em, dạ, em kinh doanh về mía. À, là cái này em tự làm hay làm chung với gia đình? Dạ, em làm chung với gia đình, nhưng mà em làm chủ, còn ba mẹ ở nhà trong nhà cho em hỗ trợ cho em quản công, em thì em lo vấn đề ngoài đường, giao hàng. Ừ. Rồi là kinh doanh như vậy thì là cái thu nhập của mình như thế nào? Nếu bất động sản em cho thuê thì 20 triệu một tháng, còn về mức thu nhập thì cứ tùy kinh doanh thì cứ trên 50 tới 200-300 rồi đó. Kinh doanh. Tại kinh doanh thì nó không có mức lương cố định. Rồi, hồi nãy em nói có bất động sản là cho thuê cái gì vậy? Em cho người ta thuê, người thì làm bán máy móc điện, chỗ thì họ làm phân phối thịt bò nhập khẩu á. Còn chỗ thì có bao nhiêu bất động sản hả? Là tài sản của em bây giờ có bao nhiêu bất động sản? 3 suất em cho thuê. Dạ, coi như là về kinh tế này kia các thứ là ổn ha. Dạ, kinh tế, nhà cửa, xe cộ, xe tải. Có xe tải luôn. Rồi. Dạ. Thì em giao hàng thì giao xe tải nên là cũng có mấy chiếc. Rồi bây giờ Toàn nói một xíu vào bản thân em đi, những cái điểm mạnh điểm yếu ra sao ha, thật là chi tiết luôn. Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ, thật thà và có ngoan và có hiếu gia đình. Em nấu ăn được, đối nội đối ngoại được. Về vấn đề mà ví dụ như có gia đình thì dọn dẹp hay phụ giúp vợ con hay làm việc thì em làm được hết, việc trong việc ngoài em làm được hết. Vậy là nếu mà bắt em lo việc công việc bên ngoài á, thì hiển nhiên là cái việc nấu ăn hay là phụ giúp dọn dẹp gia đình thì em phải không có thời gian, chứ làm thì em làm được hết. Em không có kiểu là tôi làm ngoài thì bạn thì ở nhà bạn không về nhà tôi không phụ nữa. Nghĩa là em có thời gian thì em sẽ phụ, nhưng mà nếu em việc em nhiều quá thì em sẽ không phụ được, tại vì nghề của em là kinh doanh. Còn cái nhược điểm của em thì đối với nữ thì tại vì cái môi trường của em tiếp xúc ít nữ. Môi trường em kinh doanh em gặp phần lớn là người lớn tuổi nhiều, với lại hai cái mối tình trước của em nó khá lâu. Một cái 3 năm, một cái 7 năm, nên là cái thời điểm em quen thì em không quen bạn khác giới. Nên là con trai em quen nhiều, còn bạn nữ thì em quen bạn bè rất ít. Nên khó, với lại công việc nó nhiều.
em ít ít có thời gian để đi gặp bạn bè. Là hai cái mối tình 3 năm 7 năm đó làm sao mà em chia tay? 3 năm thì nó có thời học sinh chị, nó nhỏ tuổi quá. Rồi bỏ qua cái mối tình. 7 năm thì lúc đó người ta hồi xưa là người ta quen nhau, người ta đi học thì ba mẹ không cho đi chơi. Nhưng về sau thì học xong hết rồi thì người ta ra trường, người ta muốn có sự tự do, muốn sự đi chơi. Thì em này lúc đó thời điểm đó thì em đang lập nghiệp thì em bị cuốn vào công việc nó quá nhiều, không có thời gian, thì người ta quen người khác. Là bao lâu rồi em không quen ai? Dạ tới thời điểm này là 4 năm. Còn có, em có gặp bạn bè, em tìm hiểu thôi, thì không biết tính không, tại vì chỉ là gặp bạn ăn uống thôi. Thì chắc không tính. Còn quen nghiêm túc là hai mối tình. Rồi vậy thì là coi như 4 năm đó có gặp tìm hiểu, nhưng mà những cái người đó không phù hợp với em hay như thế nào? Đúng rồi, còn chỉ đi ăn đi uống thì em mong có kiếm được một người phù hợp với bản thân. Kiếm một người có cao tầm 1m55 thôi, tại vì em không thích mập, ốm ốm nhỏ nhỏ người là được. Còn về công việc thì thích kinh doanh thì càng tốt, mà không có thì lo việc ở sau lưng gia đình cũng được. Ngoan hiền và có hiếu với ba mẹ. Gần một chút em muốn quen, tại vì hồi trước là em quen xa, cứ Bình Dương với Sài Gòn thì được rồi. Xa hơn nữa thì em sợ ngại, em không có thời gian để gặp. Nên kinh doanh nó cũng nhiều thời gian, nên quen gần một chút thì nó càng tốt. Rồi, còn yêu cầu gì đặc biệt ở bạn gái nữa không? Vậy thôi, ngoan ngoan hiền và xinh xắn chút là được rồi. Em là cao mét nhiêu á Toàn? Dạ em cao 1m7. Rồi em có tài lẻ năng khiếu gì không, ca hát rồi được không? Em chỉ nấu ăn được thôi, còn nấu ăn với lo làm việc thôi, chứ em không có tài lẻ. Thì cho đó có những nhược điểm của em đó. Nhưng mà lên sân khấu mình cũng chuẩn bị cái màn gì đó để tỏ tình cho ấn tượng với bạn gái nha. Rồi ok, thì cái này chỉ là vòng 1 thôi. Nếu mà em được chọn vào vòng 2 thì sẽ... Ở đây thì có ekip của chương trình thôi ha, nên bạn cứ chủ động bạn chia sẻ nha. Rồi tự tin mình chia sẻ một cách chủ động lên, đừng chờ ở bên chương trình hỏi. Tại vì bên mình cũng sẽ đánh giá về cái khả năng nói chuyện của mình trước đám đông á. Nên là bạn sẽ tự chia sẻ về bản thân mình là nhiều, và thiếu thì bên mình sẽ hỏi thêm nha. Bây giờ mời bạn đầu tiên, mình sẽ giới thiệu họ tên là công việc quê quán của mình như thế nào ạ? Hiếu ơi bạn ơi, giờ nghe rõ không bạn? Dạ rồi, bên mình nghe rõ ha. Mời bạn giới thiệu trước về cái họ tên là công việc quê quán của mình ạ. Mình tên là Đào Duy Khanh, hiện nay là mình đang thất nghiệp, quê quán mình là như là ở bên Cần Giuộc, Long An. Vậy cái công việc trước đây của mình là gì ạ? Công việc trước đây của mình là văn thư, chủ yếu là mình đi giao hồ sơ từ chỗ này sang chỗ khác theo cầu của các phòng ban. Rồi sao mình nghỉ hay là sao mà thất nghiệp á? Do công ty nó gặp khó khăn đó, nên vậy thì như là công ty cho nhân viên nghỉ hết luôn. Rồi cái dự định tiếp theo của mình là sao? Mình sẽ đi làm cái công việc đó nữa hay sao ạ? Giờ mình đang kiếm việc, chủ yếu là mình muốn kiếm là công việc hành chính văn phòng, bởi vì cái ngành của mình là như là ngành hành chính văn phòng đó hả, nên vậy là giờ là văn thư thì như là trước kia là văn thư chạy xe ra ngoài đường nhiều quá, nên vậy thấy mệt quá, nên vậy muốn làm trong văn phòng cho nó khỏe hơn. Hồi trước thì chuyên môn của mình là gì hả bạn? Mình học cao đẳng Hoa Sen thuộc ngành quản trị văn phòng đó. Gia đình mình thì bây giờ mình đang sống ở đâu? Với ai ạ? Mình đang sống ở bên quận 4 á, cùng với ba mẹ và em gái. Nếu mà mình thất nghiệp là mình thất nghiệp bao lâu rồi? Đúng rồi, hình như là cũng hồi đầu tháng 10 lận. Coi như tháng 12 là 2 tháng rồi, rồi ở nhà rồi mình có thu nhập đồ gì khác không, hay tiền để dành rồi sao sống? Cái đó thì như là mình tiết kiệm nhiều tiền lắm mà. Nhiều tiền lắm luôn á. Nói chung là cũng vài chục triệu, tại vì nói chung là luôn mỗi ngày phải luôn tính coi tiền ăn sáng là bao nhiêu đó, và tiết kiệm cỡ bao nhiêu luôn á. Mình có phải là người gốc Hoa hay gì không á? Chính xác là một nửa gốc Hoa thôi à. Dạ rồi, ok, thế thì mình chia sẻ một chút đi ha, điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào ạ? Điểm mạnh hả?
Điểm mạnh thì như là coi như là mình không biết hiền lành quá có được coi là điểm mạnh không? Hay là... Mạnh lên quá thì nó thành yếu rồi đó. Rồi còn cái điểm mạnh nào nữa không? À, hiền lành, cần cù, siêng năng nè. Rồi sau đó thì như là cũng chú ý xem, cũng bình tĩnh, chú ý xem coi, cũng hỏi người cái bên cạnh có cần gì, có thấy bất tiện khi mình làm gì đó không? Tại vì nói chung là trước khi em làm gì đó thì như em cũng thường phải hỏi người ta xem coi, tại sợ việc mình làm nó có thể gây sự bất tiện cho người ta đó. Ủa là sao chưa hiểu? Nghĩa là nói chung là trước khi mình làm gì đó thì như mình phải hỏi xin phép người ta trước cả, tại nói chung là thói quen rồi. À, rồi ủa vậy thì bà mình được bao nhiêu mối tình rồi ha? À, xem coi ba mẹ có giới thiệu qua vài em nhưng mà tuy nhiên là nó nhưng mà tuy nhiên hơi bị sao á, một người là ở bên Long An, còn người là ở bên Bến Tre đó. Rồi sau đó nói chung là hai người tìm hiểu nhau rồi sau đó không hợp với nhau đó, chắc là do tại hẹn hò xa quá nên vậy chắc không được. Hẹn hò xa là sao? Hẹn hò xa quá. Xa hả? Là xa quá hả hay sao ạ? Xa quá nên vậy hơi khó có thể gần gũi nhau đó. Rồi, vậy thì hồi trước là mình toàn là mình chủ động mình tỏ tình hay là sao vậy? Nói chung ba mẹ giới thiệu cho ba mẹ người quen giới thiệu cho quen biết đó, tìm hiểu nhau đó, tìm hiểu xong rồi thì như là cả hai bên đều không hợp nhau á. Rồi bây giờ thì mình biết tỏ tình đồ như thế nào không? Đã nắm tay bạn gái được chưa? Chưa. Chưa luôn? Là có hôn được chưa? Cũng chưa luôn á. Vậy là còn zin đó đúng không? Vâng. Thiệt luôn á hả? Rồi bây giờ một người mà còn zin khó lắm nha. Đơ luôn rồi hả? Đúng rồi đó. Ủa vậy? Còn điểm yếu của mình là hơi dễ bị hồi hộp quá. Rồi nếu mà lên sân khấu mà gặp bạn gái rồi có dám tiến tới nắm tay tỏ tình đồ không? Chắc là dám ạ. Nếu như mà em ấy không thấy ngại à. Ngại không? Có là cảm thấy ngại hả? Rồi có biết ca hát gì không? Không à. Không, hát dở lắm mà. Hát dở hả? Thì cố gắng vậy làm thơ hay là mình có cái tài lẻ nào khác không ha? Không, nói chung là chẳng có cái tài gì hết đâu ạ. Vậy phải luyện thêm chứ giờ muốn có bạn gái không? Mình lên truyền hình là phải khác nha. Phải gọi là vượt lên chính mình hơn á. Khanh đúng không? Dạ vậy. Rồi, ok, bạn thích một cái mẫu bạn gái như thế nào? Rồi chiều cao nè, ví dụ Khanh, em cao bao nhiêu? Rồi muốn bạn gái cao bao nhiêu? Có, em cao cả 1m6 rồi, 1m62 rồi nè. Bạn gái 1m45 cũng được ha. Cũng được hả? Miễn sao là em ấy đó hiền lành là được rồi hả? Rồi, gì nữa? Hiền lành, tận tình, chu đáo là gì? Cũng đơn giản vậy thôi là được rồi. Nói chung là cũng là người đàng hoàng thôi. Rồi, em không thích điểm gì bạn gái? Nói chung là vẫn chưa biết cho lắm. Rồi, bây giờ thì tiền bạc để dành là còn bao nhiêu rồi? Để xem rồi, chắc cũng hơn 50 rồi đó. Rồi bây giờ ăn rồi dịp Tết này rủi không có việc thì chắc là phải qua Tết luôn mới đi làm lại đúng không? Dạ phải ạ. Giờ hiện nay em vẫn đang kiếm việc à. Rồi ba mẹ mình ở nhà thì có làm công việc gì không á Khanh? Ba thì như là hiện nay không có công việc à, cũng gần tuổi nghỉ hưu rồi. Mẹ thì như là bán thịt heo trong nhà thôi à. Vậy thì đi phụ mẹ bán thịt có không? Không có phụ à. Trời ơi, mình đang ở không rồi mình đi phụ mẹ chứ. Rồi, ok em, nếu mà được chọn á thì chương trình liên lạc lại với mình nha. Rồi